Kiến trúc xanh châu Á năm nay đó là ý tưởng xây dựng một trang trại trong chóng. Chúng ta hãy thử tưởng tượng giữa rừng ngập mặn Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh, một trang trại xanh được xây dựng lên. Trang trại này vừa cung cấp rau xanh cho thành phố, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ý tưởng này đã được kiến trúc sư Lê Vũ Cường, trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đưa ra và đã đoạt giải 3 giải thưởng ý tưởng cho tương lai tại cuộc thi kiến trúc xanh châu Á năm 2011. Chủ đề cuộc thi kiến trúc xanh châu Á năm 2011 là sống trong phạm vi khả năng, nghĩa là cuộc thi khuyến khích những ý tưởng kiến trúc mới từ những nguồn vật liệu sẵn có ở địa phương. Dự báo cuối thế kỷ 21, hơn một nửa diện tích đất của thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập khoảng 1 mét. Vậy làm gì để sử dụng diện tích đất ngập nước này một cách hiệu quả? Ý tưởng trang trại trong chóng đã ra đời. Một trang trại được xây dựng giữa rừng ngập mặn để trồng rau xanh cho thành phố, tránh trú bão và tiết kiệm năng lượng. Cái trang trại này thì nó có diện tích khá lớn tại vì nó khoảng 8.000 mét vuông một cái trang trại. Và toàn bộ cái vật liệu ở đây thì là vật liệu tái chế, ví dụ như là cái vỏ chai này, thì là các cái vật liệu gỗ từ những cái thùng chứa hàng ấy, gỗ bỏ đi đấy. Và cái chăn chóng, không chóng này thì cái vật liệu sẽ là cái vật liệu plastic, ví dụ là chuyển từ cái năng lượng gió thành điện năng. Đấy, tức là mỗi cái trong chóng thì tôi sẽ lắp một cái tua bin nhỏ. Đấy, thì mỗi cái trong chóng này nó sẽ sinh ra điện và cái công trình độc lập về năng lượng thì nó sẽ không, gần như không phát thải các cái chất thải ra bên ngoài. Để cho ra đời ý tưởng này, kiến trúc sư Lê Vũ Cường đã đi khảo sát ở nhiều vùng trong cả nước, gặp gỡ trực tiếp với bà con nông dân. Với thói quen canh tác truyền thống hiện nay, khi khí hậu biến đổi trong tương lai, khi nhiều diện tích đất ngập nước, cũng có nghĩa là người nông dân sẽ mất nghề. Trang trại trong chóng ra đời sẽ giúp bà con vẫn canh tác trên vùng đất đã bị ngập nước. Mặt khác, do nông dân là những người có thu nhập thấp nên giá thành phải rẻ để phù hợp với bà con và trang trại có thể tránh trú bão lụt khi cần thiết. Công trình tận dụng tối đa nguồn năng lượng từ nắng và gió và ý tưởng được giới chuyên môn đánh giá cao. Cái công trình này nó là một công trình xanh. Nó đang theo xu hướng trên thế giới bây giờ đang phát triển. Cái mô hình này nó có thể phát triển nhân rộng ra, không chỉ là ở huyện Cần Giờ mà có thể nhân rộng ra các cái tỉnh và vùng miền khác. Cùng đoạt giải thưởng lần này có những ý tưởng rất độc đáo như trường học chai, xây dựng từ chai thủy tinh và chai nhựa bỏ đi. Kiến trúc giờ đây không chỉ mang công năng sử dụng mà còn phải thích ứng với biến đổi khí hậu. Vào ngày 28 tháng 10 tới, kiến trúc sư Lê Vũ Cường sẽ thuyết trình dự án trang trại trong chóng tại Diễn đàn Kiến trúc xanh châu Á. Khi dự án được thực hiện cũng có nghĩa là anh có cơ hội cùng người nông dân góp tay bảo vệ môi trường sống xanh trên chính quê hương mình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.